Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh Tofu Game. Hôm nay, mình sẽ chơi một tựa game vô cùng cute mang tên Tiệm Bánh Mì Gấu. Đây là game dạng thư giãn, giả lập nhà hàng khá chill. Nào hãy cùng bắt đầu thôi. Trong trò chơi này, bạn sẽ trải nghiệm sự hứng thú của việc quản lý một nhà hàng đặc biệt, nơi mà những chiếc bánh mì ngon lành được chế biến bởi những chú gấu đáng yêu. Giao diện đồ họa của tiệm bánh mì chú gấu được thiết kế theo phong cách 2D dễ thương, với màu sắc tươi sáng và các nhân vật gấu có khuôn mặt đáng yêu sẽ làm cho trái tim bạn ấm áp. Bạn sẽ được thưởng thức từng chi tiết nhỏ như cách chiếc bánh mì được làm và phục vụ, tạo nên không khí vô cùng dễ thương và tận hưởng. Bán hàng trong tiệm bánh mì chú gấu cực chill nhé. Trong lúc chờ đợi các bạn cũng có thể ngắm nhìn các chú gấu mập mạp cute. Nhưng mà đừng quên nâng cấp các loại bánh mì và thu hút thêm nhiều khách hàng nhé. Khi cửa hàng của bạn trở thành điểm đến yêu thích, bạn sẽ mở rộng tiệm bánh đi khắp nơi, đi tới mọi nơi trên thế giới. Thật tuyệt vời phải không? Thank you.
Trong game này còn có một cơ chế tăng tốc độ của nhân vật lên, khiến các chú gấu của chúng ta vừa di chuyển nhanh, vừa làm nhanh gấp mấy lần liền. Bên cạnh đó, tính năng ít đồ của trò chơi cho phép bạn kiếm tiền mà không cần phải liên tục online. Điều này giúp bạn có thể quản lý tiệm bánh mì của mình một cách thoải mái và linh hoạt. Đấy là người ta giới thiệu thế, chứ game này mà không xem quảng cáo để thêm vàng thì tôi thề luôn, còn lâu mới qua được màn nhanh nhé. Đặc biệt là càng về sau tiền nâng cấp càng nhiều, bạn càng phải xem nhiều quảng cáo. Nhưng không sao, vì sự cute dễ thương của các chú gấu, tôi sẽ tình nguyện u mê nhớ. Mặc dù game trông rất cute nhưng mà nó bị đứng hình anh em ạ, đáng ra muốn chơi lâu hơn mà nó lại văng liên tục, nên tôi chỉ có thể quay cho anh em được đến đây thôi. Các bạn thấy game có vui thì hãy tải về trải nghiệm thử đồ họa nhé.
còn game thì vẫn phải cải thiện nhiều hơn nhé. À, đừng quên Tofu Game còn đang có chương trình hội viên với giá chỉ có 10.000 một tháng thôi, hãy trở thành hội viên của chúng mình nhé.